Vâng thưa quý vị, công tác dân vận khéo là một trong những nhiệm vụ quan trọng của đoàn thanh niên, góp phần thúc đẩy mối quan hệ mật thiết giữa đoàn và quần chúng nhân dân, đồng thời khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ trong việc xây dựng và phát triển cộng đồng. Đoàn thanh niên thành phố Biên Hòa đã triển khai nhiều mô hình dân vận hiệu quả, góp phần không nhỏ vào sự phát triển toàn diện của địa phương. Tuổi trẻ phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai trong một buổi hỗ trợ tư vấn, giải đáp thắc mắc và hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính tại phường. Với tinh thần đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Đây là một trong rất nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận khéo của đoàn viên thanh niên trong phường. Giải quyết các thủ tục và hành chính thật là nhanh chóng, giúp tiết kiệm thời gian của người dân. Và trong thời gian vừa qua thì đoàn viên phường Tân Phong đã tham gia các cái hoạt động làm hỗ trợ cho người dân khi mà là giải quyết thủ tục hành chính cũng như là tham gia giải đáp thắc mắc cho người dân tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của phường. Thì thông qua các hoạt động này của Ủy ban Nhân dân phường cũng như là đoàn phường đã giúp cho người dân giảm thiểu những cái áp lực khi mà giải quyết các thủ tục hành chính cũng như là tiết kiệm được thời gian công sức đi lại của người dân. Còn tại phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, điểm nhấn lớn nhất trong công tác dân vận khéo trong thời gian gần đây chính là việc triển khai các mô hình ATM cơm không đồng. Một miếng khi đói bằng một gói khi no, hành động mang đầy ý nghĩa nhân văn này đã mang đến hàng ngàn suất ăn, giúp đỡ hàng ngàn người dân có hoàn cảnh khó khăn, thanh niên công nhân và trẻ em nghèo. Đây cũng là niềm tự hào không chỉ của tuổi trẻ Tam Phước, mà mang đến sức lan tỏa trong cộng đồng về những hành động sẻ chia, đùm bọc nhau trong cuộc sống. Thì công tác dân vận trong thời gian qua thì đoàn phường đã xác định và tổ chức được nhiều cái chương trình, cụ thể như là tổ chức được vận động người dân xây dựng nông thôn mới nâng cao, rồi thực hiện tuyến đường sáng xanh sạch đẹp an toàn kiểu mẫu, vận động người dân thực hiện mô hình ATM cơm không đồng, qua đó đã phát được 2.012 suất cơm với tổng trị giá là 50.300.000 đồng, đồng thời là tổ chức cái mô hình khám và cấp máy kính miễn phí cho người dân như là các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, thì qua đó là cấp và khám cho 50 trường hợp với tổng trị giá là 150 triệu đồng. Thì với những kết quả và thực hiện công tác dân vận trong thời gian qua thì đã góp phần cùng với cấp ủy đảng và chính quyền địa phương, cùng với các ban ngành đoàn thể trong việc xây dựng và phát triển địa phương. Tại thành phố Biên Hòa, tuổi trẻ xứ Trấn Biên còn có rất nhiều những mô hình dân vận khéo đang nhận được sự đồng tình hưởng ứng của nhân dân. Nổi bật có thể kể thêm như các công trình đường cờ tổ quốc, công trình thắp sáng đường khu dân cư, phủ xanh các tuyến đường giao thông khu phố ấp, vận động trao hơn 100 thẻ bảo hiểm y tế, xây dựng nhà khăn quàng đỏ, sửa chữa nhà nhân ái với tổng kinh phí hàng tỷ đồng. Thông qua nhiều cái mô hình hoạt động sáng tạo từ thành phố đến cơ sở, cụ thể như là các hoạt động như là ra quân các dọn dẹp vệ sinh các tuyến đường sáng xanh sạch đẹp, rồi triển khai các mô hình ngày chủ nhật xanh, ngày thứ bảy tình nguyện, rồi tổ chức nhiều các hoạt động chăm lo hỗ trợ người dân trên địa bàn như là khám phát thuốc chữa bệnh miễn phí cho người dân trên địa bàn thành phố Biên Hòa, rồi nhiều hoạt động xây nhà nhân ái, rồi xây nhà khăn quàng đỏ cho đội viên thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ sửa chữa nhà cho người dân trên địa bàn thành phố Biên Hòa cũng như là các tỉnh bạn. Công tác dân vận khéo của đoàn thanh niên thành phố Biên Hòa không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng mà còn khẳng định vai trò tiên phong của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế xã hội. Với sự linh hoạt, sáng tạo và tận tâm, đoàn thanh niên đã và đang góp phần xây dựng một môi trường sống tốt đẹp và an toàn hơn cho người dân, tạo dựng niềm tin vững chắc vào thế hệ trẻ trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.